Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng em lại về thêm một chiếc xe ở cái phân khúc hàng C, chiếc xe sedan, đó chính là chiếc xe Kia Cerato ạ. Vâng, và đây chính là chiếc xe Kia Cerato được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi. 2018 một chủ từ đầu, thưa với quý vị và các bạn. Và đây là cái phiên bản Kia Cerato số sàn ạ. Màu đen, đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi. Và cái dàn lốp này, quý vị và các bạn ạ, dàn lốp cũng còn nguyên của xe đây ạ. Dàn lốp theo xe còn nguyên đây ạ. Đây là cái dàn lốp theo xe đây ạ. 2018 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và dàn lốp cũng là 2018. Là răng đúc 5 cánh kép xoáy đây ạ. Gọi là vành xoắn đây ạ, form mới rồi ạ. Và là cái phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Đây là cái phần ngoại thất. Chiếc xe thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ, không có xước sát, không bị đâm đụng, không bị va chạm gì đâu và còn rất là mới. Ở cái phiên bản số sàn này thì nó khác với số tự động, nó là số tự động thì được trang bị là khóa thông minh, nhưng mà chiếc xe số sàn này là khóa thường thôi ạ. Đấy là cái khác về cái phiên bản số tự động. Như còn về option các thứ thì là nó vẫn giống như là số tự động ạ, ví dụ như đèn pha bi xe nông này, đèn gầm này, form các thứ này, về cái form ba đời sống trước này thì không khác thì cái phiên bản số tự động đâu ạ. Đây là cái form đằng trước ạ. Và cái phần sơn xiết thì còn rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Xi nhan tích hợp thêm gương, gương gập điện. Nhìn về đằng sau này thì quý vị và các bạn cũng biết ngay đó là cái phiên bản đủ đồ. Phiên bản đủ đồ là nó có bô đôi thể thao đấy ạ. Bô đôi thể thao này, có cả camera lùi này, đầu DVD camera lùi rồi. Xin lỗi quý vị và các bạn, tôi quay trực tiếp tại cửa hàng, gần ngay cửa hàng chúng tôi cho nên là nó hơi ồn một chút, thì quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm và chú ý lắng nghe nhé. Đây là cái phần đèn hậu này. Đèn hậu cũng còn rất là đẹp ạ, chưa có bị đâm đụng hay va chạm, chưa có bị xước sát gì đâu ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy là cái phần đèn hậu này, đèn pha này, đèn pha cũng còn nguyên bản luôn ạ. Chiếc xe đã có cả camera hành trình rồi quý vị các bạn ạ. Camera hành trình đấy ạ. Về cái phần ngoại thất bên ngoài thì quý vị và bạn xem về quý vị và bạn thấy đấy ạ. Không có xước sát gì đâu ạ, tuy có xước sát rất là nhỏ thôi ạ. Đây, những cái phần ví dụ như nhỏ nhẹ này thì phải quay sát vào đây thì quý vị và các bạn mới thấy được ạ. Chúng tôi không sơn đâu nhá, để nguyên bản ạ. Mua như thế nào là tôi đem lên quay như vậy vẫn còn bẩn lắm ạ. Đây ạ, chiếc xe vẫn còn bụi bẩn hết, phủ kín cả một lớp bụi đấy ạ. Tôi để nguyên quay lên cho quý vị và bạn xem ạ. Xước sát nhỏ nhẹ thôi ạ. Đây ạ, để ví dụ như những cái vết trước này này, phải nhìn tinh thì mới thấy được là những cái vết trước của xe. Những chiếc xe ở Hà Nội như thế này thì không tránh khỏi những vết trước đâu quý vị bạn ạ. Về cơ bản là còn rất đẹp, nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên là xem về cái phần cánh cửa bên lái đã nè. Đây, nội thất rất là đẹp luôn ạ. Đầu tiên là quý vị các bạn thấy cái phiên bản đủ này nó mới có cái ghế da múi này nè. Ghế da múi này là ở cái phiên bản đủ rồi nhé. Phiên bản đủ nó mới có ghế da múi này. Bậc cửa chrome này. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn ạ. Phiên bản Cerato 1.6 này. MT tức là số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam.
đây là cái tem của nhà sản xuất ạ. Và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ của cánh cửa này đã này. Keo chỉ nguyên bản này. Tất cả keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả cho nên nó còn nguyên. Táp bi cửa rất là đẹp đây. Gương chiếu hậu gập điện này. Đây là cái cụm điều khiển này. Gập điện của gương này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện này. Bản điều chỉnh lên xuống kính này. Đấy. Rất là mới luôn này, cái phần nội thất này rất là mới đấy ạ. Vô lăng bọc da này. Đấy. Tích hợp các phím điều khiển này. Cruise control này. Đấy, đầy đủ rồi. Nó khác với cái phiên bản số sàn là ghế cơ, chứ nếu như số tự động là có ghế điện rồi. Đấy, đây là cái phần nội thất của chiếc xe. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Nội thất ra thì rất là mới rồi. Từ bậc cửa này rất là đẹp luôn. Chủ xe cũng đã lót sàn rồi nhá. Chủ xe cũng đã lót sàn ra rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản Cerato này thì đã có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau, cho nên là ngồi đằng sau này thì rất là thích luôn ạ. Rất là mát luôn. Đấy. Không có cái cửa gió điều hòa này thì bắt đầu mới bước lên xe thì ngồi đằng sau là rất là nóng ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm lên camera hành trình đây quý vị các bạn này. Có sẵn camera hành trình này. Camera hành trình đằng trước này. Camera hành trình phía sau này. Đó, đây là cái camera hành trình phía sau và camera hành trình phía trước. Đầu đĩa DVD rồi. Đấy, đây là cái đầu đĩa DVD này. Tích hợp camera lùi này. Điều hòa cũng là điều hòa tự động rồi quý vị các bạn nhé. Điều hòa auto này. Đó. Đồng hồ công tơ mét, chiếc xe chạy được 28 km rồi. Đây là cái đồng hồ của chiếc xe quý vị các bạn ạ. Vô lăng khâu da. Đấy, vô lăng rất là đẹp này. Vô lăng này, tích hợp các phím điều khiển từ volume này, chuyển bài này, mode này. Cruise control tức là ga tự động đấy quý vị các bạn ạ. Chạy đường trường thì rất là thích nhá. Ở phiên bản số sàn mà cũng đã có cruise control rồi. Tôi cũng chưa chạy những chiếc xe số sàn mà có cruise control đâu. Nhưng mà nếu như chạy những xe số tự động mà có cruise control thì chạy đường trường rất là thích ạ. Táp bi cửa này. Từ táp bi cửa cho đến táp lô này đều rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Màn hình giải trí DVD rồi, nguyên bản theo xe. Và có cả sạc điện thoại không dây. Đây, thưa với quý vị các bạn ạ. Sạc điện thoại không dây, đây là cái phần này. Sạc điện thoại không dây nhé, tôi thử để xem có được không. Cái điện thoại của tôi dùng ốp, sợ không được. À, được luôn này. Đấy, đã được luôn. Sạc điện thoại không dây luôn đấy ạ. Rất là tiện lợi. Đặt cái điện thoại sạc không dây vào đây là nó cũng tiện ạ. Tay phanh này. Cần số này, còn rất là đẹp luôn. Ghế da này rất là mới. Và đây là cái phần cốp sau. Đầu tiên này tôi cũng quay cho quý vị bạn xem về cái phần ốc cốp sau đã này. Đây là những cái phần ốc cốp sau này. Keo chỉ này. Đấy. Keo chỉ của cái cốp sau này còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản này, ốc cốp sau nguyên bản này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là va chạm gì từ phía sau này. Đấy. Và cái phần cốp sau rất là rộng nhá. Những chiếc xe sedan thì thường là cái cốp sau của nó rất là rộng ạ. Đây là cái phần lớp sơ cua đây quý vị các bạn ạ. Tuy lớp sơ cua này cũng đã hạ dùng rồi nhưng mà còn rất là mới ạ. Đấy. Rất là mới luôn. Cốp sau này thì chủ xe cũng không hay để đồ cho nên là nó mới thảm nó còn được đẹp như thế này đấy. Cái thảm cốp cũng rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ này. Cũng rất là mới luôn. Từ keo chỉ nguyên bản này. Không có bị mất keo, mất chỉ gì cả. Bậc cửa này, ốp inox này. Ốc bản lề này. Còn nguyên bản hết luôn. Rất là mới, rất là đẹp ạ. À.
nội thất ra thì đằng sau này cũng rất là mới luôn đấy ạ. Và đây là chiếc tắp bi cửa phía trước bên phụ ạ. Từ cái mặt tắp lip bi này mới tinh luôn, rất là sạch sẽ và sáng sủa. Ốc bản lề này, cho đến keo chỉ còn nguyên bản hết luôn đấy. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, tất cả là nguyên bản hết ạ. Từ cái mặt cửa thì quý vị các bạn thấy đây đã được ốp inox rồi, không bị xước sát. Nhiều chiếc xe mà không ốp những cái này vào là nó sẽ bị xước hết cái đây này. Đấy. Ghế mối này, ghế mối rất là đẹp luôn ạ. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem cái má ghế này là biết ngay nhá. Chạy nhiều nó sẽ mòn cái má ghế này. Đấy. Mà cái nội thất của này thì rất là đẹp rồi, rất là mới rồi. Phải nói là rất tuyệt vời. Không một lỗi nhỏ nào. Trần cũng rất là sạch sẽ luôn. Đây là cái phiên bản full đồ đấy. Đây là cái phiên bản số sàn nên Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là một cái khối động cơ xăng 1.6 lít. Đấy, động cơ DOHC 1.6 lít. Và thưa với quý vị và các bạn, cái động cơ này thì không có gì để chê rồi. Vì tất cả nó còn rất là mới. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, mới sau 2 năm sử dụng thôi. Cho nên là tất cả nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên ạ. Chỉ có không nguyên bản nữa thì là nó sẽ bị đâm đụng hay là ngập nước thì nó mới không nguyên bản thôi. Còn nếu như chạy sử dụng bình thường thì nó phải là nguyên bản như thế này đây ạ. Đây, đầu tiên thì quý vị các bạn xem về cái ốc chân máy này. Đây là tất cả về cái cụm ốc chân máy nhá. Nó còn nguyên như này này, không có vết tháo này. Đấy, những cái không có một cái vết tháo nào từ ốc chân máy này. Xong đến ốc mặt máy này. Đến ốc mặt máy còn nguyên bản hết luôn đây ạ. Đấy, từ ốc chân máy đến ốc mặt máy đều nguyên bản này. Và rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, để quý vị các bạn xem về cái đầu máy bên này cũng còn nguyên bản hết này, chưa có bị tai nạn, chưa có bị ngập nước gì cả. Nếu như mà bị tai nạn hoặc ngập nước thì mới phải sửa chữa, mới phải can thiệp vào cái máy này. Còn nếu như mà không bị những cái lỗi đó thì là cái máy này còn nguyên là điều hết sức bình thường. Và đây là cái phần ốc cabo, quý vị các bạn xem nhé, ốc cabo cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Ốc cabo chưa bị tháo, keo chỉ cũng còn nguyên. Đấy. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản thế này thì là điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn nguyên bản hết ạ. Ốc tai này, cho đến ốc xương đầu xe. Chiếc xe này thì chủ xe không có độ gì cả, tất cả là nguyên bản của xe hết ạ. Không có lắp thêm bất cứ một cái gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản hết đây ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato số sàn 2018 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.